Kính thưa quý vị, mỗi người chúng ta ai cũng có một người cha và một người mẹ. Tình cảm của mẹ thường thể hiện, biểu lộ rõ rệt, nhưng tình cảm của người cha thì ít khi cho chúng ta thấy. Nhưng cha là một sự hy sinh thầm lặng và tình cảm bao la. Hôm nay, nhân ngày Father Day, Quốc Thi xin gửi đến tất cả quý vị nhạc phẩm Ơn Cha của nhạc sĩ Y Vân như một lời cảm ơn đến ba của Quốc Thi. Ơn Cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà trong thương mến. Ơn Cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn, dắt con tìm hướng. Ơn Cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình Cha tha thiết, lòng Cha âu yếm. Ơn Cha nắng sương không sờn, nào những khi con buồn người đến bên vỗ về, bàn tay xoa lên mái tóc mến thương. Đôi lúc Cha khuyên con trong những còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn Cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn Cha nào những khi con buồn người đến bên vỗ về, bàn tay xoa lên mái tóc mến thương. Đôi lúc Cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn Cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn Cha hai tiếng thương yêu
phai tàn. Với bao năm